Xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với channel của em nha. Và qua cái đoạn video giới thiệu đầu thì quý anh chị em và các bạn đã thấy đó là cái hoàn cảnh và gia đình của ông chú tên là ông chú Vàng Xe Hờ. Và trước em có đăng cái video về cái hoàn cảnh của ông chú và thím Hoa trên cái kênh của anh Tùng Tây Bắc, kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Và hôm nay thì em quay lại thăm nhà chú Hờ xem. Sau một thời gian em không qua thì dạo này gia đình chú ấy thay đổi như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy theo chân em xem đi thăm nhà chú ấy xem dạo này chú ấy sống như thế nào nhá. Đây đây mọi người ạ, đây là căn nhà của chú Hờ và thím Hoa. Bây giờ mình sẽ đi vào xem chú ấy có ở nhà không. Qua bao nhiêu ngày mình không có qua thì cũng hy vọng là chú ấy ở nhà. Đây là cái căn nhà của chú ấy. Hôm nay thời tiết nó cũng rất là nắng, nắng rất là gắt cho nên cũng hơi hơi nóng. Là căn nhà của chú Hờ. Đây là căn nhà của chú Hờ nhé mọi người ạ. Cũng lập khá là lâu rồi, bây giờ lá cọ nó cũng mòn à, mòn hết rồi. Và cái đợt vừa rồi thì gió thổi mạnh quá cũng bay cả nóc hết rồi. Bây giờ phải dùng bạc để che thôi. Còn một đoạn bên này thì cũng lập tấm lập. Đây là nguyên về cái căn nhà của chú Hờ và thím Hoa nhé mọi người. Có một nửa thì cũng được hỗ trợ tấm lập để lập tấm lập trên. Nhưng mà nhà bên dưới thì rào bằng vách vách nứa. Và có một nửa cái nhà thì cũng bị gió thổi bay nóc rồi. Xong bây giờ chú ấy phải lấy cái bạc để che lại. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà xem chú ấy có ở nhà không nhé. Nhà chú ơi. Dạ. Chú Hợp ở nhà. Cháu ạ. Vâng. Ồ, ngày nóng à. Đâu rồi cháu? Và Cháu. ra đây chơi rồi. Đây là chú Hờ mọi người ạ. Nóng lắm. Nóng lắm mà hôm nay thời Đấy, tiết nóng lắm. nóng lắm. Vâng. Ô sao chú không không dùng máy quạt để nóng thế Dùng nhiều điện quá này? Dùng nhiều đấy, điện á? nhưng mà để điều kiện thì không trả được tiền điện đấy là thôi ấy, dùng quạt thôi À, ấy, quạt tay thôi nghĩa là dùng tốn tốn tiền điện quá không dùng à. đấy. Hôm nay thím Hoa không ở nhà, Nói đi ngoại đi ngoài rồi. để Ô thím Hoa ai dẫn đi hay là một mình đi, có đi được không, nói một mình thôi. có sao không? Mà chắc cháu sợ là như trước thì khả năng có đi được không à. Đi à, nói đi từ hôm qua rồi, đi hôm qua nói chơi đi cũng đến nhà chơi rồi. À, công nhận là hôm nay rất là nóng rồi ạ, nhưng mà cũng may mắn là hôm nay đến thì chú Hờ cũng có ở nhà, nhưng mà thím Hoa thì lại đi đi ngoại không ở nhà rồi, mấy hôm nay không đi làm được chú. Nóng quá không đi làm được, một mình ơi. Không ai chỗ này đi làm thì chả đi làm được ấy, ở nhà thôi. Và nóng quá, bên này nắng gắt quá. Huy người làm đi thuốc Được không ạ? Thôi để chú ở đâu mà đi. Người đúng làm đi rửa thuốc. không? Được Chỉ rồi thầy, tôi cho người đi. để chú thì sao còn được uống để ấy, cháu thì lúc nào cũng uống. Đi. Ừ.
thuốc đây mà. Còn cái này là ngâm ngâm cái gì chú? À, cái này này năm nay chả biết cái này mà là ông thì bà đây À, làm ngon thì cái sạp bộ ong một á, tí nhà sạp ong lần này rượu cho tôi ngâm mật bộ một ong. tí Mọi người đây ạ, mọi người ạ, đấy là hôm nay đến thăm nhà chú Hờ thì còn được là chú Hờ mời cho cái chén rượu ở mật ong. Mời chú nhé. đấy. Tổng đà là nó mới là thôi. Ngon đấy, rượu mật ong này ngon lắm rồi mọi người ạ. Đến thăm nhà chú Hờ thì được chú Hờ mời rượu ở mật ong nữa, cả mật cả cái sáp ong cũng ngâm ngâm trong cái bình này luôn. Rượu mật ong Tôi ngon ngon lắm mọi người ạ. Rồi mời chú nhé. Dạo này vẫn là khỏe cả chứ. Ôi, bình thường thôi, bình thường, nhưng mà khuê bài không phải mấy nhưng mà bình thường. Dạo này thím mà còn bị co giật như chưa không? Ôi thôi, vấn đề bình thường như trước mà, nếu vấn đề giật lại khi cần nó giật bình thường ấy, nhưng mà hôm qua nó đỡ một tí, hôm qua nó bảo nó đi đi hôm qua rồi. Đến cái cơn giật thì nó lại giật. Hôm nay chú Hờ vừa nói là thím Hoa thì vừa đi ngoại rồi. Xong là hôm nay còn là chú Hờ một mình nhà thôi. Bây giờ mình sẽ ghé thăm một vòng cái nhà của chú Hờ nhé mọi người nhé. Đây là chú Hờ. Đây là cái giường, hai cái giường của nhà chú. Ồ, cái màn này lâu lắm cháu không thấy có loại màn này quá. Cái này chắc Cái mua lâu lắm hả này chú? mà này lâu lắm rồi đấy, Cái loại này lâu lắm không thấy đấy có mà là bị hơn 40 năm rồi, rồi. Lâu ấy à? 40 Thế hồi năm hồi chú mới cưới thím thì lấy rồi. Đây mọi người ạ. Đây là cái nhà của chú Hờ. Lấy bạt tre để mưa thì nó không hát vào. Cái nhà thì có một nửa bên này là bằng tấm lợp trước, có cái gì ấy, được nhà nước cho tấm lợp cho hộ nghèo ấy, xong là làm cái nhà lợp nhưng mà không đủ, là một nửa thôi. Chú ấy cũng có dùng điện nhưng mà mấy hôm nay chú bảo là mấy hôm trước ấy, mấy hôm trước thì mưa to sét đánh xong là không biết cái bạn mấy cái bản điện ngoài kia nó bị làm sao, cái đồng hồ ấy kia nó bị làm sao, nó bị hư kiểu gì rồi, xong bây giờ chú không dùng luôn á, chú bảo là vừa dùng thì vừa tốn tiền á các bác ạ, xong rồi chú ấy không dùng, giờ cũng không có cả điện mà nóng thế này, không có điện thì đúng là không sống nổi luôn ấy. Chú dùng Chết chết, toàn đồ có cả cái canh nữa. chú dùng cái quạt này này, dùng cái lá cọ ấy để làm cái quạt thế này. Thì Tối chú thì chờ tháp toàn đồ tháp có bằng cả cái gì, canh tối tháp bằng cái nào chú? rồi, thế thì tắt đèn thôi. Cái này là cái đèn dầu nhá mọi người ạ. Cái này là cái đèn dầu, đèn là mình đổ dầu hỏa vào trong ấy, xong là dùng bật lửa châm lên để cho nó cháy. Đây đây nhá mọi người, đây là cái đèn dầu. Cái đèn dầu này thì bây giờ lâu nao lắm mà không thấy rồi, nhưng mà nhà chú Hờ thì vẫn còn là giữ được. Cái này là cái đèn dầu này. Ôi, tăng đi. Nhiệt độ hôm nay thì gần 40 độ C cho nên rất là nóng. Ôi, chú vừa mới nấu cơm à? Gia đình dụng dụng cụ đồ đạc trong nhà thì cũng rất đơn giản với mọi người ạ. Chặng bát này, bát đũa này, rồi
nồi niêu các kiểu. Có đấy, đấy có cả cái bàn là ăn cơm, bàn bằng gỗ nhé, bàn bằng gỗ này, ăn cơm. Nhà chú Hờ thì chỉ có thím Hoa và chú Hờ thôi nhé mọi người, không có con cái gì hết đấy, chỉ có thím với chú thôi. Nhưng mà hôm nay ra thì thím không ở nhà rồi, thím lại đi đi ngoại. Sợ nóng xong là chú cũng làm cái quạt để đây, để nếu mà cái trong nhà nó hư thì còn được dùng cái này, lá cọ. Bên này là nhà người ta, tắc tơ này là của anh nhà bên kia, nhà của chú Hờ là đây. Mọi người đi một vòng xem nhà chú. Đằng sau nhà thì có chuối, có cây. Đằng sau nhà có chuối, có cây. Cái đầu đầu năm vừa rồi thì bà con ra hộ để rào lại cái nhà, cho nên bây giờ cái vách nó vẫn còn là khá là chắc chắn. Còn bên kia là nó hôm nào bị gió thổi bay hết rồi. Xe xanh này là của mình, xe máy này, xe bên kia là của nhà bên này. Nhà chú Hờ trồng được cây để che bóng râm này, cây si ấy, cây si. Bên trên kia là nhà trưởng, nhà xe xanh kia nhà trưởng. Ồ, sao trèo lên trên đây đấy? Rồi nhá. Bên này một nửa cái nhà bên này là bị hư hỏng rồi. Nửa cái nhà bên này hôm nọ bị gió thổi ấy, xong là bay hết nóc rồi. Bây giờ phải lặt bằng đạc vào. Nhà chú Hờ thì chỉ có hai vợ chồng thôi, không có con cái gì. Chú ấy cũng trồng à, được mấy cái rau rau sống khá nhiều cái. Kinh củi của đồng bào dân tộc Mông. Đó là toàn cảnh cái nhà của chú nhé. Bây giờ mình lại đi vào trong. Nóng quá ở ngoài này, nóng. Cũng may là chú trồng được mấy cái gốc cây, nó còn che mát được phần nào. Chú cháu đi đi cho nó khỏe một tí. Trời nóng thế này, uống hai hơi vào sau thì nóng. Nóng. Đi. Thế là cháu làm gì cháu? Cháu mấy hôm nay cũng ở nhà thôi, không nóng quá không làm gì được. Không đi cháu đi chú cháu mình thì chỉ có chú ở nhà lắm mà. Vâng. Đi, đi sáng nay đi một tí thôi, nóng quá rồi chạy về. À. Thôi mọi người ạ. Vừa rồi thì là cái gia đình và cái hoàn cảnh của chú Hờ. Và hôm nay thì mình đến thăm chú Hờ thì còn được chú Hờ mời mời rượu mật ong nữa. Và đấy là toàn bộ cái câu chuyện và cái nhà của chú Hờ. Và mọi người xem thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em, để em còn quay nhiều cái video về cái hoàn cảnh của chú Hờ và của bà con đây cho mọi người xem nhé. Và bây giờ thì em đang uống rượu với chú Hờ thì em cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha.